Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin lũ lụt Trung Quốc trên Tin Mới. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay Tin Mới xin chuyển đến quý vị khán giả những thông tin cập nhật có liên quan đến tình hình mưa lũ tại Trung Quốc, cùng với các vấn đề nóng về con đập thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp. Trước khi đến với những nội dung chi tiết, mời quý vị cùng điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. Thảm họa mưa lũ, tham nhũng tại Trung Quốc đã gieo rắc khổ ải ra thế giới như thế nào? Khai mạc lễ hội thu hoạch sau mùa mưa bão lịch sử, ông Tập gửi lời chúc tới toàn dân Trung Quốc. Thưa quý vị, qua đợt mưa lũ lịch sử tại Trung Quốc với những thiệt hại khôn lường về cả người và của, thì có lẽ không có gì quá ngạc nhiên khi nhiều ánh mắt và sự chỉ trích đã được hướng vào những công trình kiểm soát và chống lũ của quốc gia này, hay đúng hơn là sự kém chất lượng của chúng. Như nhiều chuyên gia và nhà quan sát đã chỉ ra, một phần của những vấn đề này là hậu quả của nạn tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Những dự án khổng lồ này tại cả Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới được các công ty Trung Quốc đầu tư không chỉ là những phương tiện cho nạn tham nhũng. Thảm họa mưa lũ tại Trung Quốc vừa qua đã chứng minh rằng chúng là những thảm họa công cộng chết người. Trong vài tuần qua, một số khu vực ở miền Nam, miền Đông và miền Trung Trung Quốc đã trải qua những trận mưa xối xả và lũ lụt trên diện rộng. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm tỉnh Hồ Bắc, nơi có thành phố Vũ Hán từng là tâm chấn của đại dịch COVID-19 năm 2020. Cho đến nay, hơn 140 người đã thiệt mạng và hơn 200.000 người phải di rời khỏi các thị trấn, nơi lũ lụt đã làm hư hại nhà cửa và các cơ sở hạ tầng khác. Nhìn chung, ước tính có khoảng 37 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi những trận lũ lụt này. Thiệt hại kinh tế phát sinh từ thảm họa mưa lũ ước tính khoảng 3 tỷ đô và có thể tăng thêm nếu tình hình tiếp tục xấu đi. Các thành phố này nằm ở hạ lưu từ nhiều con đập của Trung Quốc. Một số trong đó đã xả lũ do nước mưa tích tụ nhiều ngày, dẫn đến việc nhiều thành phố đã phải hứng chịu lũ lụt cùng các thiệt hại khác. Những trận lũ lụt này cùng với lượng nước gia tăng hiện đang được xả từ các con đập và hình ảnh vệ tinh đã thường xuyên làm dấy lên những lo ngại liên quan đến sự ổn định cấu trúc của các con đập, đặc biệt là đập Tam Hiệp cùng nhiều cơ sở hạ tầng khác. Mùa lũ hàng năm tại những khu vực này của Trung Quốc chỉ bắt đầu trở nên nghiêm trọng vào khoảng tháng tới. Trong năm nay, chính quyền các địa phương đã bắt đầu xả lũ từ tháng trước. Họ tuyên bố rằng việc mở các đập tràn là nhằm mục đích sản xuất điện. Tuy nhiên, vài ngày sau, Bắc Kinh đã thừa nhận những động thái này là một phần của đợt xả lũ khẩn cấp. Các nhà chức trách cũng đã bắt đầu đổ lỗi cho các thế lực nước ngoài, cố gắng làm hoen ố hình ảnh của các con đập và của chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, chính những đợt xả lũ chứ không phải là tuyên truyền nước ngoài đã là nguyên nhân khiến cho người dân địa phương Trung Quốc đặt ra câu hỏi về tính toàn vẹn cấu trúc của đập Tam Hiệp và liệu việc xả lũ có liên quan gì đến những điểm yếu về cấu trúc của đập hay không. Mặc dù đây là vấn đề cần phải làm rõ hơn, song những nghi ngờ của người dân địa phương không hoàn toàn không có cơ sở. Ngay từ khi mới thành lập, đập Tam Hiệp đã gây tranh cãi do phạm vi hoạt động đầy tham vọng và những tác động tiêu cực đến môi trường. Chỉ tính được công suất, đập Tam Hiệp từ khi đi vào hoạt động từ năm 2012 đã trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, tính toàn vẹn về cấu trúc của con đập này luôn vướng vào những nghi vấn. Ví dụ, ngay sau khi hồ chứa được lấp đầy lần đầu tiên, khoảng 80 vết nứt đã xuất hiện trên thành đập. Ngay cả gần đây vào tháng này, các nhà khoa học đã cảnh báo về tính toàn vẹn cấu trúc của đập Tam Hiệp, nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ những tuyên bố đó. Các nhà khoa học cũng nhận định rằng việc xây dựng cũng góp phần làm trầm trọng thêm những hoạt động địa chấn như là động đất cũng như hạn hán ở các vùng lưu vực sông Trường Giang. Ngay trong cuộc họp Hội đồng Nhà nước, các quan chức Trung Quốc đã thừa nhận rằng đập Tam Hiệp tồn tại một số vấn đề cấp bách liên quan đến bảo vệ môi trường sinh thái và phòng chống thảm họa địa chất. Quả thực, đập Tam Hiệp là vấn đề của riêng Trung Quốc. Bắc Kinh đã khởi xướng hoặc hỗ trợ nhiều dự án xây dựng đập, đường giao thông và đường ống ở nhiều quốc gia tại châu Á và châu Phi theo sáng kiến vành đai và con đường. Nếu theo Tam Hiệp không chắc chắn về mặt cấu trúc, thì các dự án cơ sở hạ tầng do các doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng ở nước ngoài có thể an toàn ở mức nào? Hơn nữa là điều gì sẽ xảy ra nếu một tình huống như ở Trung Quốc xảy ra tại vùng hạ lưu của các con đập ở nước ngoài? Với hàng loạt dự án cơ sở hạ tầng lớn của sáng kiến vành đai con đường đang được tiến hành ở các nước đang phát triển với nền kinh tế tương đối kém hơn, liệu những quốc gia này có thể phục hồi sau những thiệt hại mà những thảm họa đó có thể mang lại hay không?
ở Nam Sudan, các cộng đồng đang bị tàn phá bởi sự tràn dầu và ô nhiễm từ một đường ống do Trung Quốc xây dựng ở thượng nguồn con sông Nin. Đường ống được xây dựng với tốc độ chóng mặt vào cuối những năm 1990, trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc nội chiến Nam Sudan do các công ty Trung Quốc sở hữu và vận hành, và kể từ đó đã có dấu hiệu của nhiều vấn đề về chất lượng. Sự cố tràn dầu và việc quản lý chất thải ô nhiễm kém đã dẫn đến tình trạng sức khỏe tồi tệ của các cộng đồng sống gần chỗ các mỏ dầu. Theo một báo cáo, dị tật bẩm sinh ở hạt Duon của bang thống nhất nằm ở trung tâm mỏ dầu đã tăng từ 19% vào năm 2015 lên 54% vào năm 2017. Số ca sinh non tại hạt này cũng tăng gấp 4 lần, từ 41 ca vào năm 2015 đến 118 ca vào năm 2017. Hơn nữa, theo phân tích trong phòng thí nghiệm về các mẫu nước từ khu vực này, mức thủy ngân và mangan trong nước lần lượt cao gấp 7 và gấp 10 lần so với mức mà ở cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ khuyến cáo. Thay vì giải quyết tình trạng cấp về sức khỏe này, chính phủ Nam Sudan đã chọn cách chôn giấu những báo cáo này và làm ngơ trước những đau khổ của người dân. Gần đây, các công ty dầu mỏ cùng với Dịch vụ An ninh Quốc gia Nam Sudan đã đặt hạn chế đối với việc tiết lộ dữ liệu liên quan đến các vấn đề về sức khỏe xuất hiện từ các mỏ dầu. Các cơ sở y tế duy nhất hoạt động trong các mỏ dầu được chính các công ty dầu mỏ Trung Quốc vận hành. Ngoài ra, thì những đoạn đường lớn tại Nam Sudan do một công ty Trung Quốc đang thi công đã bị cuốn trôi vào tháng trước do mưa lũ. Dự án do công ty cao tốc Sơn Đông phối hợp với Bộ Cầu đường Nam Sudan thực hiện đã tiêu tốn hàng trăm triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, thì những ảnh hưởng trực tiếp đến các cộng đồng xung quanh đã khiến cho các luật sư nhân quyền đe dọa khởi kiện chính phủ Nam Sudan và công ty Trung Quốc. Toàn bộ những vấn đề này đã đặt nặng lên Tổng thống Salva Kiir Mayardit, người đã trực tiếp chấp thuận các hợp đồng xây dựng và khiến ông sa thải một bộ trưởng của mình. Như các sự kiện ở tỉnh Hồ Bắc đã chứng minh, những điểm yếu về cấu trúc của các dự án lớn của Trung Quốc ở cả trong và ngoài nước đều bắt nguồn từ tham nhũng. Sự tham nhũng này được tăng cường bởi bản chất tài phán của chính quyền Trung Quốc vốn đã xuất khẩu thành công sang nhiều quốc gia, bao gồm cả Nam Sudan. Vì thiếu sự minh bạch và trách nhiệm giải trình, các quan chức ở Trung Quốc đã trở nên vô cùng giàu có, ngay cả khi những dính dáng của họ trực tiếp gây nguy hiểm cho sự an toàn của người dân. Vào đầu tuần này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi lời chúc tới các nông dân và người dân vùng nông thôn khai mạc lễ hội thu hoạch lần thứ 3 của Trung Quốc sau một mùa mưa lũ khốn khó lịch sử. Trong bài phát biểu vào hôm Chủ nhật vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã khích lệ bầu không khí của các vùng nông thôn bằng lời chúc mừng dịp khai mạc lễ hội thu hoạch thường niên của Trung Quốc. Ông Tập khẳng định rằng, dù Trung Quốc đang trên đà được một vụ mùa bội thu, đây cũng là một trong những mùa thu hoạch khó khăn nhất của đất nước. Ông Tập đã phải chỉ ra những thách thức mà nông dân Trung Quốc đã phải đối mặt trong nửa năm vừa qua, từ đại dịch COVID-19 tái bùng phát tới lũ lụt tại lưu vực sông Dương Tử, hạn hán ở khu vực Đông Bắc cùng các trận bão và mùa lũ. Ông Tập khen ngợi các nông dân và cán bộ đã sơ cấp quản lý các tai họa để đảm bảo cày cấy vụ xuân và sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh đại dịch khi đó chưa được hoàn toàn kiểm soát. Ông cũng khen ngợi được chính những người dân này sau đó đã chiến đấu chống lại thiên tai và cố gắng đảm bảo mùa màng bội thu, hỗ trợ mạnh mẽ để duy trì sự ổn định kinh tế và xã hội nói chung. Chủ tịch Tập Cận Bình đồng thời nhấn mạnh rằng các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp cần phải nghiêm túc thực hiện các chính sách về kế hoạch công tác của Ủy ban Trung ương Đảng, Cộng sản Trung Quốc về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, đồng thời kêu gọi nỗ lực cải thiện cuộc sống của người dân các vùng chịu thiệt hại. Kính thưa quý vị, đêm qua tại khu Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh 6,5 độ Richter. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, hãng thông tấn Trung ương Tân Hoa Xã cho biết có 17 người chết và 108 người bị thương trong vụ động đất, trong đó có 31 trường hợp bị thương nặng. Cũng theo Tân Hoa Xã, trong số những người thiệt mạng có ít nhất 5 du khách tới du lịch tại khu vực xảy ra động đất ở Cửu Trại Câu, Jin Hoang Gu. Tờ Nhân dân Nhật Báo đưa tin có 19 người chết, trong đó 9 du khách và hơn 140 người bị thương. Tuy nhiên, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc ước tính có khoảng 110 người rất có thể đã chết trong vụ thiên tai. Căn cứ vào dữ liệu thống kê nhân khẩu của khu vực miền núi có dân cư sống rải rác của tỉnh Tứ Xuyên, hơn 138.000 ngôi nhà đã bị phá hủy. Theo báo VOV,
ngay sau khi trận động đất xảy ra, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra chỉ thị yêu cầu chính quyền tỉnh Tứ Xuyên và các bộ ngành liên quan theo dõi sát tình hình, nhanh chóng tổ chức lực lượng cứu hộ, làm hết sức tìm kiếm những người còn mắc kẹt, cứu chữa những người bị thương, sơ tán người dân và du khách đến nơi an toàn. Cơ quan khí tượng cần tăng cường công tác dự báo, quan trắc, phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chỉ đạo đoàn công tác và Quốc vụ viện Trung Quốc ngay lập tức lên đường đến hiện trường, phối hợp với lãnh đạo tỉnh Tứ Xuyên chỉ đạo công tác cứu hộ. Cũng trong tối cùng ngày, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã điều động gần 1.300 nhân viên cứu hộ cùng hàng trăm phương tiện, máy móc các loại đến khu vực xảy ra động đất, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Theo thông tin mới nhất, gần 3.000 người mắc kẹt tại các khách sạn ở Cửu Trại Câu đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai Trung Quốc đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp 1, mức cao nhất để đối phó với sự cố về thiên tai. Theo báo Vietnam Plus, trước đó, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên vào đêm ngày 8 tháng 8 đã làm ít nhất 9 người chết, trong đó có 6 khách du lịch và 164 người khác bị thương. Cửu Trại Câu là điểm du lịch nổi tiếng Trung Quốc nằm ở phía bắc tỉnh Tứ Xuyên, được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào năm 1992. Theo Tân Hoa Xã, hơn 38.000 du khách đến đây tham quan hôm vừa qua. Báo Tri Thức trực tuyến thông tin thêm. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!